Kính chào quý đại biểu, ban đại diện học sinh. Công ty Ánh Hồng được thành lập từ năm 1995, đến nay đã gần 30 năm, cũng đang cung cấp các sản phẩm cho trường học và người tiêu dùng trên khắp các cả nước. Ngoài việc sản xuất và kinh doanh, Ánh Hồng đang rất quan tâm đến các cái dự án bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại rác, tái chế rác nhựa. Được sự đồng ý của Phòng Giáo dục Đào tạo Thủ Dầu Một, Ánh Hồng rất vinh dự được tổ chức chương trình nâng cao nhận thức rác thải nhựa trong học đường tại trường Trung học Phú Lợi 2, nhằm lan tỏa tình yêu môi trường đến thế hệ tương lai của đất nước thông qua các hoạt động tiết học xanh, nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức về thu gom, phân loại và tái chế rác, đặc biệt là rác thải nhựa. Và thông qua workshop câu chuyện của nhựa, Ánh Hồng muốn khuyến khích học sinh phân loại, thu gom để tái chế rác thải đúng cách. Công ty Ánh Hồng hy vọng thông qua chương trình, các em học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc phân loại rác để thực hành tại gia đình và tại nhà trường, giúp các dự án tái chế cộng đồng được thuận lợi và lan rộng hơn. Mình thấy là bên công ty Ánh Hồng và công ty La Gom chuẩn bị cho chương trình rất là chu đáo, chỉnh chu. Thì hy vọng là chương trình thí điểm này sẽ được nhân rộng ra hơn nhiều nữa ở các trường để mà các em học sinh có cái ý thức và biết cách phân loại rác và tái chế rác để mà góp phần bảo vệ môi trường.